thưa quý vị và các bạn, y tế là một trong những lĩnh vực luôn nóng không chỉ trước, trong và sau các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, mà vấn đề này thường xuyên được cử tri quan tâm phản ánh. Đó là những vấn đề không hề mới, song vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và chưa được giải quyết, gây khó khăn và thiệt thòi cho người bệnh. Trong chuyên mục Đối thoại với cử tri hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế, về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là hiện nay thì nhiều cử tri cho rằng công tác đấu thầu cung ứng thuốc bảo hiểm y tế và công tác quản lý nhà nước về giá thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập. Chẳng hạn như là tại các bệnh viện vẫn xảy ra tình trạng giá thuốc bảo hiểm cao hơn giá thị trường. Ông lý giải vấn đề này như thế nào? Vâng, trước hết là xin cảm ơn những ý kiến mà của cử tri. Có thể khẳng định rằng là cái vấn đề giá thuốc rồi là vấn đề thuốc bảo hiểm y tế trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng nhận được rất nhiều thông tin, rất nhiều phản ứng của cử tri. Trước hết ấy, là xin khẳng định rằng là cái đấu thầu thuốc hiện nay theo quy định của Bộ Y tế thì Sở Y tế Nghệ An đã triển khai là đúng quy trình. Để triển khai được cái đấu thầu tập trung ấy, thì chúng tôi phải triển qua 9 bước có sự giám sát rất chặt chẽ của các cơ quan. Đặc biệt là trong thành phần tham gia trong hội đồng đấu thầu có sự tham gia của cơ quan bảo hiểm xã hội. Về mặt giá thì sau khi mà tham khảo giá theo quy định của nhà nước ấy, thì chúng tôi đã trình xin ý kiến thẩm định giá của cơ quan thẩm định giá Bộ Tài chính. Cái ý kiến mà cho rằng là nó còn nhiều bất cập ấy, thì chúng tôi cho rằng là nó cũng chưa thỏa đáng. Tuy nhiên qua những ý kiến cử tri thì chúng tôi vẫn tiếp tục là nghiên cứu, theo dõi, đặc biệt là có những cái kiểm tra để chấn chỉnh. Mới đây nhất thì chúng tôi trong chương trình thời sự chúng tôi đã có một phóng sự phản ánh về những ý kiến của người bệnh, trong đó phản ánh rằng là cùng một loại bệnh nhưng ở tuyến trung ương thì cho nhiều loại thuốc điều trị, trong khi ở Nghệ An thì lại không có, khiến cho người bệnh muốn vượt tuyến đi trung ương. Tuy nhiên thì công tác cái vấn đề mà chuyển tuyến cũng rất là khó khăn. Ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Đúng là hiện nay là cái vấn đề nhức nhối nhất của nhân dân là kêu ca chúng tôi rất nhiều về cái khó khăn trong công tác chuyển tuyến. Qua theo dõi cái bệnh nhân chuyển tuyến ấy, cũng như là phản ánh của người dân thì có khoảng 80% là cái trường hợp mà chuyển tuyến không được đi, hoặc là ý kiến phản ánh người dân khó khăn ấy, là thường là những bệnh mà đơn vị khám chữa bệnh cho rằng những bệnh đó có thể điều trị được tại cơ sở khám chữa bệnh đó, cho nên là người ta không cho đi. Đấy. Như thế là có sự mâu thuẫn giữa người bệnh với lại cơ sở khám chữa ở chỗ này. Đấy. Thì về cái nội dung này ấy, thì trong thời gian qua thì ngành y tế cũng đã tích cực là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từng tuyến, làm sao ấy để nhân dân tin tưởng là với cái đơn vị khám chữa bệnh của mình để đến đó là không có xin đi nữa. Vâng, thưa ông, thì có một thực trạng hiện nay là cùng một dịch vụ khám chữa bệnh nhưng giá ở các bệnh viện lại khác nhau, có khi là trên gấp đôi. Chẳng hạn như là kỹ thuật nội soi dạ dày có gây mê ở bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh là 300.000 đồng, nhưng ở bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An thì giá lại 700.000 đồng. Có đúng như vậy thưa ông, và tại sao lại như thế? Về giá viện phí thì hiện nay chỉ có một cái giá thống nhất là Ủy ban tỉnh đã ban hành cái quyết định 72 và thống nhất trên toàn tỉnh. Tuy nhiên thì trong thời gian qua thì có một số dịch vụ ấy, thì đơn vị khám chữa bệnh làm khi triển khai thực hiện ấy, thì chưa có trong cái quy định của nhà nước. Đấy. Mà đơn vị khám chữa bệnh là triển khai thêm gọi là những cái dịch vụ kỹ thuật mới và phải có những cái chi phí thêm, ví dụ là gây mê hồi sức rồi là một số cái thuốc. Đấy. Do vậy là nếu như mà tính ở một số bệnh viện ấy, thì nó có những cái chi phí khác hơn. Ví dụ như là chi phí về vật tư tiêu hao, về thuốc nó cũng khác hơn so với lại cái bệnh viện khác. Đấy. Nhưng mà cái thông tin này thì sau khi mà nghe được thông tin này thì chúng tôi đã cho kiểm tra và yêu cầu là các bệnh viện là phải không được triển khai những cái dịch vụ này khi mà không được đồng ý của người bệnh. Cử tri cho rằng là trong thời gian gần đây thì là trong lĩnh vực y tế thì xảy ra một cái tiêu cực có thể nói là rất là tinh vi. Đó là bệnh nhân đến cơ sở y tế công lập để khám thì được bác sĩ và cán bộ y tế ở đây giới thiệu ra khám và điều trị, mua thuốc ở cái cơ sở y tế tư nhân. Bác sĩ cho đơn thuốc, nói chỉ định thì không đúng, nhưng chỉ có thể mua ở một nhà thuốc cụ thể nào đó với giá cao hơn. Cái này nên hiểu như thế nào ạ? Thực ra thông tin này, khi mà nghe thông tin này thì chúng tôi cũng cho kiểm tra
Và cái này thì ý như muốn người dân muốn nhắc nhở chúng tôi rằng là đang có một số cái bác sĩ công lập câu kết với lại một số cái phòng mạch tư nhân, nhà thuốc chuyên tư nhân để mà ăn chênh lệch cái hoa hồng ở trong đó. Trong cái điều kiện mà khi mà vào cơ quan nhà nước ấy, thì bệnh nhân là phải xếp hàng, phải chờ đợi. Đấy, thì người ta có một số cái phần tử đó, thì người ta lợi dụng cái cơ sở hở này để mà giới thiệu ra những cái đơn vị khác. Thì cái này chúng tôi sẽ đang tiếp tục xem xét những cái để xử lý những cái trường hợp mà nếu như có xảy ra. À, và băn khoăn cuối cùng mà cử tri muốn gửi đến người đứng đầu ngành y tế tỉnh nhà, đó là ngành y tế đã có những giải pháp nào để giải quyết những cái tồn tại trên, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, nhất là những người có thẻ bảo hiểm y tế ạ? Vâng, thì có thể khẳng định rằng là những cái vấn đề của ngành y tế thì chúng tôi cũng rất băn khoăn. Nhiều vấn đề là cử tri trao đổi nhiều, phản ánh nhiều mà nó cho rằng là nó chưa được thay đổi nhiều, chưa được đổi mới nhiều, chưa được cải tiến nhiều. Thì để làm được cái vấn đề này thì trong thời gian qua thì ngành cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp. Đặc biệt là đã triển khai những cái giải pháp mà để tự thầy thuốc, tự cán bộ y tế nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình, lòng tự trọng của nghề nghiệp để mà phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân. Ví dụ như là tăng cường giáo dục về y đức, về học tập 12, về học tập quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ, tiếp tục nâng cao cái cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, giảm tối đa những cái điều kiện mà để cho các cán bộ y tế có thể lợi dụng vào để gọi là gây khó khăn cho người bệnh. Đặc biệt là gần đây nhất là cái thông tin qua đường dây điện thoại, số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế. Chúng tôi đã xử lý được một số cán bộ mà liên quan đến cái vấn đề là gây khó khăn cho người bệnh, rồi là một số cán bộ mà nhận tiền của người bệnh. À, thì báo cáo cử tri là hiện nay trong năm 2013 thì chúng tôi đã xử lý khoảng 30 cán bộ. 3 năm gần đây xử lý gần 100 cán bộ. Đấy. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là những phản ánh của cử tri là rất chi quý báu. Hy vọng là tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những cái mà cứ phản ánh tốt có, những phản ánh tiêu cực có, để ngành không ngừng là sửa đổi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiến tới là hài lòng của người bệnh. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình này và mong rằng với những quyết tâm và những giải pháp quyết liệt của ngành, lĩnh vực y tế sẽ sớm tiếp tục có những chuyển biến tích cực và người dân bớt những phản ánh, phàn nàn về những tồn tại của ngành. Chuyên mục đối thoại với cử tri hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục đối thoại với cử tri được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mọi thắc mắc của cử tri xin gửi về địa chỉ đối thoại với cử tri ntv@gmail.com.